Xin chào bạn nhé. Ở đây mình đang ở trên một đống cỏ chanh này. Bạn có thể nhìn. Bây giờ mình sẽ quay camera về cho bạn xem. Ở đây là một đống cỏ danh hay người ta còn gọi là cỏ chanh nhé. Thì cái cỏ này dê nó rất là thích ăn và nó có hàm lượng muối rất là cao. Cho nên là ngày trước không có muối thì bắt đầu là các cụ sẽ dùng cái rễ của cái cỏ này. Sau đó thì đốt thành tro và đem đi lọc với nước. Sau đó đun lên để cô đọng lại và dùng cái nước muối đó để ăn. Các bạn nhìn thấy không? Những cái lớp cỏ chanh như này là dê nó rất thích ăn bởi vì có cái hàm lượng muối cao. Ở đây thì nó đã ăn gần như là trụi hết rồi và có những cái đám cỏ rất là tốt. Mình sẽ bới cái rễ lên cho các bạn xem nhé. Thì cái rễ nó là dạng thân dài như này và rất là nhiều những cái tức là hàm lượng muối. Sau đó thì mình sẽ đốt lên này này, lấy cái phần rễ của nó rất là to lên này để phơi khô sau đó đốt. Và các bạn lưu ý là cũng nên rửa sạch đi. Khi mà các bạn sinh tồn ở trên khu vực đồi hoặc núi mà thiếu muối thì các bạn sẽ sử dụng cái cây cỏ chanh này. Các bạn nhìn thấy phía sau của mình không? Đây là một đàn dê. Hôm nay là mình lại phải đi chăn dê rồi. Và mình đang ở khu vực đồi rừng núi. Khu này là gọi là khu bãi cây ngày trước, bãi nhãn. Và nhà mình đã cắt hết đi và bây giờ sẽ để cho dê nó ăn cỏ. Bạn có thể nhìn thấy đây đàn dê nó đang ăn ở khu đằng sau này này. Và một lát nữa thì trời tối thì mình sẽ cho nó về. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục cái series mà để cho các bạn làm sao để sinh tồn ở trong khu vực rừng đồi núi nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy loài hoa này rất là quen thuộc. Đây, những cái cây hoa như này là cây hoa xuyến chi. Và họ thường thường ấy thì tương truyền là Nhật sau khi mà chiếm đóng thì họ đã dùng máy bay rải những cái cây thực vật này xuống để mà làm thức ăn và cũng như làm chữa bệnh. Theo mình thì đã thấy ở Hà Nội thì họ cũng đã sử dụng một số cái loại này để mà xào với tỏi, ăn rất là ngon. Đây mình sẽ cho các bạn xem hoa này, đây cây xiến chi nhé. Đây là cũng là một trong những thực phẩm mà có thể là sinh tồn ở trên khu vực đồi núi. Ở phía trước thì các bạn đã nhìn thấy có những cây rau má nhé, đây là rau má này. Mọi người thường hay hái ăn rất là mát và cũng đã làm được những cái ví dụ như là sinh tố này, sinh tố rau má này. Ở thành phố thì họ thường làm sinh tố, còn ở nông thôn thì họ thường làm thức ăn cây rau má nhé. Và ở những cái vùng mà có nước một chút thì cây này nó phát triển rất là mạnh và các bạn cũng có thể là làm thức ăn được, có thể là rửa sạch đi ăn tươi hoặc là làm canh cũng rất là tốt. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cây phân xanh nhé, hay là gọi là cây cọ lào. Thì mỗi khi mà các bạn bị thương ấy, thì các bạn cũng có thể là nhá một chút cái cây này, đã vào vết thương cũng rất là tốt. Mình đã từng bị thương và mình đã thử làm thì nó liền sẹo rất là nhanh. Rất nhiều người mà đã đi rừng, đi núi và nhắm trúng đá có thể bị ngã, bị thương thì họ thường thường họ sẽ lấy cái cây này có thể là vò nát để mà đắp lên vết thương. Hoặc là các bạn cũng có thể là lấy cây này vò hoặc là dùng với cũng có thể nhai. Khi mà nhai thì các bạn đắp lên vết thương cũng rất là tốt. Đây, sau khi mình vò này mình đắp lên vết thương. Và ở đây thì mình thấy cây rau ngót nha các bạn nhé. Đây, cây rau ngót. Đây cây rau ngót mọc dại và không có khả năng ăn được. Còn làm canh rất là mát. Đây cây rau ngót này. Mình ngửi thì giống như cây rau ngót nhà ấy. Khả năng là cái thân hoặc là cái quả nó bị các loài chim nó ăn. Sau đó thì nó rơi, nó cắm xuống đất thì nó sẽ lên được cái cây như này. Đây nhá. Xung quanh vườn này đều là vườn hoang dại cả. Chắc hẳn các bạn ở thành phố hoặc là ở nông thôn thì cũng đã ăn bánh ngải rồi. Và mùa này thì cái cây lá ngải ấy, nó lên rất là ác. Và đây các bạn có thể thấy là cây lá ngải nhá. Và cái cây này là làm bánh ngải ấy. Nó rất là thơm. Nó thơm và nó có tác dụng là chữa bệnh. Khi mà các bạn sốt và các bạn cảm cúm thì các bạn có thể là dùng cây này xông hơi. Hoặc là các bạn bị đau các bạn cũng có thể là dùng cái cây lá ngải này vò nát, giã và bôi lên vết thương. Khi các bạn bị sốt thì cũng có thể là dùng cái cây lá ngải này để mà đắp lên những cái hai bên thái dương nhé. Rất là thơm. Cây này cũng có thể làm bánh. Khi mà dùng cái nước các bạn có thể là trần qua, sau đó giã với lại gạo nếp mà làm bánh lá ngải. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Rất là thơm luôn. Và cây này ở trong cái vườn tạp nhà mình rất là nhiều.
ngày xưa có thể là các cụ đấy đã đem cái cây này về để mà rồng mà nó đã phát triển mọc, khi mà thân nó mọc lan ra trên đất ấy, thì bắt đầu là những cái thân giữa nó lại chết đi, chính vì vậy thì nó sẽ lan ra hầu như là khắp vườn nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái cây khác nhé. Đây là mình cho bạn đố bạn biết cây này cây gì không? Cây này cây thài lài, một trong những cây cây mà chữa xương khớp, mọi người rất hay ăn và xào với tỏi. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem nó rõ hơn khi mà mình có thể nhổ cái cây nó lớn hơn một chút nhé. Đây, cây thài lài thì nó sẽ mọc nằm như này. Để cho các bạn xem gần hơn một chút. Đó, nó sẽ mọc dây nó hơi đỏ đỏ và nó mọc nằm xuống. Cây này thì nó chữa bệnh được bệnh đau xương khớp. Một lần nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một loại cây nữa. Cây này là cái cây mà có thể là chữa các bệnh về khi mà các bạn bị ghẻ lở hắc lào nhé. Cái loại cây này thì cái ngọn nó hơi chua chua. Đây mình chưa thấy cái ngọn nó to không thì mình sẽ có thể là hái cho các bạn. Đây, cái thân của nó này. Thân của nó này. Đây. Đây, thân của nó rất là chua luôn. Bây giờ mình sẽ bóc ra một chút, mình sẽ nhá cho các bạn xem. Dường như thì chỉ có cái ngọn của nó là chua nhiều thôi, còn cái thân của nó già rồi bắt đầu là nó sẽ ít nước hơn và nó sẽ ít chua hơn. Mình hiện tại đang quay cây vải này. Năm nay thì có khả năng sẽ mất mùa rồi. Ở đây thì các bạn có thể thấy là có thể là mình khoanh gốc này, rồi là mình tuốt lá đi để mà nó kích thích được cái sự phát triển của cây và nó tạo được một cái tín hiệu ra quả. Tuy nhiên thì mùa này mình chưa thấy nó có hoa nhé. Và đây mình sẽ quay cho các bạn con ong rất là gần luôn. Và đây ong mật, rất loài ong mật rất là to luôn đây. Các bạn nhìn này. Trong cái tán cây này thì mình thấy có những cái cây dâu nhé bạn nhé. Đây là quả dâu này, quả dâu chín và rất là lớn. Ở đây sẽ ăn rất là ngon. Đây các bạn nhìn thấy không? Tán cây dâu à, đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Này, quả này, đấy. Quả nó xanh và bắt đầu là chín thì bắt đầu là nó đen đen đấy. Và bọn trẻ con là rất thích ăn cây này nhá. Anh em tôi lại ra rừng mà tiếp tục tìm kiếm nguồn tài nguyên ở ngoài nhá. Đây các bạn nhìn thấy không? Này, bắt tay. Ui giời, ngoan thế. Này, ngoan thế. Ok, ok, nay sẽ cho lên đồi nhá. Ở trên rừng cái hoa bồ công anh đã tầm này đã nở rồi nhé. Tầm này là tháng 3, tháng 4 các bạn nhìn thấy không? Này. Nó sẽ đợi gió lên một cái là nó sẽ bay. Bay đi và nó sẽ lại tiếp tục sinh trưởng phát triển tiếp. Đây hoa của nó đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Nó rất là nhẹ và nó bông. Nó có những cái hoa nó chuẩn bị bay đấy. Những cái khu ẩm này rất là nhiều rau má nha các bạn. Có thể nhìn thấy rau má rất là nhiều và ăn cái loại này rất là mát. Đây các bạn nhìn này. Đi theo lên rừng đấy. Lên rừng khám phá. Các bạn có nhìn thấy không? Đây là những cái quả cà dại. Và những cái quả này có thể ăn được nhé. Đây này. Quả nó hơi trắng trắng một chút. Và cái quả chín thì nó sẽ đen. Đây. Quả ấy thì nó xanh này. Xanh quả chín nó đen. Đây ở trong bụi cây đây. Mình sẽ bẻ cho các bạn nhìn. Và hiện tại mình đang ở trên đồi rất là cao. Và cái cây này thì khi mà đi rừng thì chúng ta cũng có thể là bổ sung nước và vitamin, khi mà cái quả này nó sẽ cung cấp cho ta một lượng nước ít và thêm một chút ngọt nữa. Mình cũng đang trên khu vực đồi và ở đây mình thấy có rất nhiều những cái dây bóng bong. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái dây bóng bong nhé. Nó có tác dụng là tiêu sỏi khi mà các bạn uống cái nước lá này.
uống khi mà bạn sắc thuốc các bạn uống luôn thì nó sẽ có tác dụng tiêu sỏi. Đây, dây bong bong rất là nhiều và chỉ có một số nơi mới có thôi nhé, không phải là rừng già hoặc là rừng tạp nó có đâu. Đây, chỉ những cái rừng mà đã khai thác rồi thì cái cây này bắt đầu nó mới lên, nó sinh trưởng phát triển rất là tốt. Đây, mớ bong bong này. Đây, mình có cái cây cả dại, mình sẽ ăn cho các bạn xem nhé. Bởi vì nãy thì không có thể cho các bạn xem được, bởi vì khu đó rất là nhiều muỗi, mình phải chuyển ra cái khu sáng hơn để mà thưởng thức những cái quả này. Cây cà này thì ăn nó hơi lợ lợ và mình sẽ thử một chút nhá. Có một chút chua chua, một chút ngọt ngọt và nó một chút tê tê lưỡi, nhưng mà mình ăn mình vẫn cảm thấy ok. Nhưng nó thực sự là không thực sự tốt khi mà các bạn ăn nhiều. Nó sẽ bị say, có cảm giác tê lưỡi thì nó sẽ bị say khi mà ăn nhiều. Ở trên rừng thì chắc hẳn là một số chỗ sẽ có rau dớn. Và đây là cây dương sỉ nhé, không phải cây rau dớn nhé. Các bạn nhìn thấy rất là giống và mầm nó như này. Cây rau dớn thì nó sẽ xanh hơn, nó ít lông hơn. Đây, cây dương sỉ nhé các bạn nhé. Chứ không phải cây rau dớn. Cây rau dớn thì nó sẽ màu xanh, xanh đậm hơn cơ. Đây, các bạn có thể thấy là cái mùa xuân ấy thì sẽ bắt đầu có những cây gỗ mục này. Đấy, cây gỗ mục thì nó sẽ lên những cái nấm như này. Mà đây là người ta gọi là mục nhĩ nhé. Mục nhĩ này có thể là ăn được, xào thịt hoặc là các bạn có thể để phơi khô. Phơi khô sau đó các bạn lúc nào các bạn có thịt, các có xương thì các bạn sẽ xào với nó nhé. Và ăn rất là ngon. Đây, mục nhĩ này mọc ra từ cái cây mục. Cây hoa này mình đã quay rất nhiều và hồi nhỏ thì mình thường là hay ngắt nó ra và mình mút nhá. Hoa này rất ngọt, nhưng mà tuy nhiên cái mùa này nó mưa, nó nhiều nước ấy, thì bắt đầu là nó không còn ngọt nữa, bắt đầu nó nhạt. Ở đây thì có những cái con kiến này, nó sẽ đi tìm và nó hút mật nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không, hoa này phát triển rất là mạnh luôn. Thực sự đây là cái cây cà dại nhé các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy không, có những cái quả nhỏ này. Và mình cũng sẽ giới thiệu những cái cây cà khác nữa. Tuy nhiên thì mình gặp cây nào thì mình sẽ nói sơ sơ về cây đó. Cây này giống như cây cà dại mà sau khi người ta ăn quả ấy, bắt đầu nó rơi ra nên làm cà pháo ấy. Còn cây cà dại thì nó sẽ quả nó sẽ nhỏ hơn. Cây này thì nó hơi trắng trắng, mà các bạn có thể là làm cho vào lọ đi ngâm muối. Đây là loại cà tím nhé các bạn nhé. Quả nó ăn cũng rất là ngon, sẽ đợi nó to ấy. Những cây nhỏ nhỏ này, cây lá lốt này, những cái cây này rất là thơm và nó kháng độc kháng viêm rất là tốt. Đây, cây lá lốt này xào với lại cà tím thì ăn cũng rất là ngon nhé các bạn nhé. Đây, lá nó đây. Đây là cái cây mã đề nhé, một trong những cái cây mà các bạn cũng có thể chữa sỏi thận rất là tốt. Cây này thì thường thường sẽ mọc ở những cái khu giống như là bên bờ ruộng này. Tuy nhiên thì nó cũng có thể là mọc hoang ở những cái bờ bụi sông suối nhé các bạn nhé. Đây là cây mã đề này. Đây là đối với mùa mưa và mùa xuân thì sẽ có rất là nhiều thức ăn, rất là nhiều rau rừng. Khi mà cái quang cảnh khu vực rừng ở đằng sau này có thể là rừng bạch đàn hoặc rừng tạp hoặc là những cái rừng nguyên sinh, thì video tới thì mình sẽ làm và mình sẽ tìm những cái loại thức ăn khác cho các bạn xem. Thì ở đây mùa xuân thì rất nhiều thức ăn, các bạn hãy đăng ký kênh để đến mùa đông thì chúng ta hãy đi tìm thức ăn, nó còn khó khăn, gian khó hơn rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau, mình sẽ chỉnh chu hơn.